Hello anh chị em group Affiliate Amazon thì Thùy có nói rồi là trong các bạn mà tham gia mà donate ấy, thì mình sẽ share cho mọi người cái file này. Trong file này thì nó bao gồm cả tổng quan dự án và demo, mẫu miếc ở đây phân tích như thế nào trên này mình đều có hết, và mình cũng có các video tiếp theo là training cho mọi người tham gia các trong dự án của chúng ta, những người trong group donate, thì những cái file như này thì mình sẽ quay video hướng dẫn mình training và cách tính toán con số tương đối ra. Thì ở đây thì cái video demo này thì mình sẽ làm một cái từ khóa này thì nó cũng khá là khó. Thì đây là một cái từ khóa này, thì đây là một cái từ khóa mà về gaming, thì trên cái site này thì mình cũng đang demo cả từ khóa học SEO của mình, để mình đều có demo. Thì ở đây mình sẽ kể cả bạn mình chưa quan tâm là bài viết này có hay chưa, ví dụ như trên này thì là nó cũng chưa có đâu đây, nhưng mà cái bài này là gaming under 5 5 5 50, mình sẽ sửa lại. Thì đây mình sẽ chọn từ khóa này, thì đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm một cái bảng từ khóa landing page đầy đủ như thế này. Ở đây thì mình sẽ làm một cái plan kế hoạch trong vòng 4 tháng cho cái nick từ khóa này, thì các bạn biết đây là công cụ hiện đây rồi. Sau đó mình làm thế này. Từ khóa này thì nó không phải là từ khóa dễ rồi, các bạn biết đây, nhìn đây thì không không đánh giá được gì rồi, nhưng các bạn nhìn xuống dưới cái phần dưới này thì các bạn sẽ thấy là toàn những ông tai to mặt lớn thôi. Đây là một cái case study, thực ra thì nếu mà chúng ta làm được thì cũng rất là gọi là một cái landing page này bằng bố nó cả một dự án SEO của người ta rồi, số domain trở về như thế này. Thế thì ở đây mình sẽ nghiên cứu từ khóa, thì mình sẽ lựa chọn thứ nhất ông này ông này ông này ông này ông này, ông nào nhiều từ khóa, ông này nhiều từ khóa đúng không ạ? Đây đúng không? Thì mình sẽ bấm vào đây. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có rất là nhiều, đây là ông này feature. Đây ông này nhiều từ khóa nhất, vị trí số 1. Ở đây nó còn có rất là nhiều ông khác ở bên này. Đúng không ạ? Để nên là cái từ này thì cũng không phải là từ khóa dễ. Thì ở đây mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ chọn ở bên Mỹ. Nếu các bạn chọn quốc gia nào thì các bạn chọn quốc gia đó. Ở đây mình sẽ làm như thế này. Sau đó thì mình sẽ export cái này ra. Ở đây họ có khoảng 1.700. Và cái này thì mình cũng sẽ thực hành và cũng demo, nghĩa là mình cũng sẽ đi thuê content. Ở đây thì mình cũng thuê content ở bên trên Sky này. Đây thì đây nó có tối đa 1.000 thì mình export cả 1.700 này ra. Mình sẽ dùng một công cụ là Keyword Planner. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng bởi vì các bạn là trong tham gia đây, những bạn donate thì mình sẽ chia sẻ cái video này, thì hy vọng bạn nào tham gia thì có thể là mà chưa donate thì donate, không donate thì cũng không quan trọng lắm, hoặc là các bạn có thể giới thiệu vào chúng ta, thì trong group này tối đa là 100 người đấy. Thì những bạn nào mà xác định mà chơi MMO kiếm tiền thì ở đây mình sẽ download nó về, đây mình download nó về rồi. Còn để nên được cái này thì nó cũng không tí nữa, để đánh giá từ khóa này khó hay dễ thì chúng ta phân tích, bởi vì nó dựa vào cái nguồn tài nguyên chúng ta có hay không và có bao nhiêu. Từ khóa đôi khi từ khóa best gaming headset này không được, nhưng mình nhận best wifi gaming headset này thôi. Đó. Thì trong một cái đường link mà chúng ta sẽ xác định là nó có, hiện tại bên này nó có khoảng hơn 1.000 từ khóa, nhưng trong search console nó có thể nhiều hơn. Tí nữa mình có thể bật cho các bạn xem là cái size mà hiện tại mà chúng ta đang làm. Ở đây thì mình sẽ bật một cái size đó ra. Các bạn nhớ rằng chúng ta làm SEO, chúng ta mà lên top càng lâu. Ở đây là một cái size vệ tinh thì mình có thể public cho mọi người thoải mái. Mọi người đợi chút, mình đăng nhập vào cái Gmail này, lâu rồi cũng không đăng nhập. Đấy. Và mọi người cứ thoải mái chia sẻ bất được, thoải mái luôn. Đấy. Chúng ta thực ra thì chúng ta sẽ làm với nhau, chúng ta chia đổi với nhau. Mình chẳng nhớ cái mail này nó là gì nữa. Thôi tôi chẳng nhớ thôi, nó đổi rồi. Tí tôi lấy ví dụ sao, đợi tải về thì hơi lâu, mạng có phải là hơi chậm, thông cảm chút.
Cái này mà khi chúng ta dùng tài khoản AZ thì chúng ta nên dùng thử. Các bạn nên mua một cái tài khoản cho các bạn dùng thử thì nó tốt hơn. Đấy, chứ còn nếu mà các bạn dùng chung thì các bạn download gì thì phải Zmove vào đi và dùng chung thì đôi khi nó cũng có những cái rủi ro. Thế khi mình đã download được từ khóa về rồi, đợi chút thì mình mở đây. Mình sẽ làm cho các bạn xem. Đó, đây. Rồi. Những cái từ khóa nào mà nó bị lỗi thì trong này nó sẽ báo, còn không lỗi thì chúng ta cứ lấy thôi. Mạng nó hơi chậm. Bạn thông cảm. Hôm nay thì mình ngồi ở nhà, mình không ở lớp học nên là nó cũng hơi hơi chậm. Tiện thì làm đi thuốc. Đúng không? À, mấy nay thì cứ đêm đêm lắm. Cuộc nét băng thông nó hơi chậm. Nhận lại đây. Bắt đầu. Mình chọn sẽ là Hoa Kỳ. Các bạn sell ở quốc gia nào thì có chọn quốc gia đó, Canada các thứ. Ở trong tài khoản Affinate của chúng ta thì thường chúng ta sẽ cài nhiều quốc gia, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bật cái Multi Global cái nhiều quốc gia ra. Ở ngôn ngữ ở đây thì các bạn chọn tiếng Anh những gì tùy, ở đây thì chọn tất cả. Đấy, các bạn có thể nhìn vào cái chỉ số, các bạn xem thử. Đấy. Đây các bạn sẽ nhìn thấy đây. Những cái từ khóa gaming headset này. Toàn từ khóa khó thôi, bet gaming này. Đấy. Mà sốt thì nó cũng hơi là căng. Ok, căng thì chúng ta đây là cái demo mình test, còn những cái từ PBU gaming under 1000 ấy thì nó cũng khá là dễ thôi. Đấy, nó là cái từ khóa nó dài ít là search. Đây mình tải về mình sẽ tính cho các bạn coi. Nếu mà các bạn thấy nó hay thì các bạn có thể chia sẻ cái group cho mọi người tham gia là một, hoặc các bạn có thể nếu bạn nào mà được thì có thể giới thiệu cái khóa học sale manager của bên mình. Và mình cũng có một cái khóa học sale online, khóa Burnend thì đều khóa Burnend thì ngày 15 tới này sẽ có. Nó còn có mấy ngày chủ nhật tới này. Đây mình sẽ đọc từ Z đến A. Đó. Đây. Thì những cái từ khóa nào đây thì các bạn đọc cũng đi. Những cái từ khóa này thì nó chả bao giờ nó chúng ta mà SEO thì nó cũng hơi bị đuối. Nếu nội dung của chúng ta không chất lượng, website của chúng ta không uy tín. Ở đây thì các bạn đọc ra ở đây thì mình làm nhanh. Đúng không ạ? Đây. Đây thì mình làm nhanh thôi. Mình sẽ lấy ra đây cho các bạn coi. Rồi. Sau đó thì mình sẽ bôi đậm cái từ này. Hoặc tùy các bạn xem cái từ nào mà các bạn thích chơi, các bạn bôi đậm nó vào. Đúng không nhỉ? Ở đây thì mình sẽ để đây thôi. Khá là dài đấy. Kéo cũng mỏi tay. Còn cả 2017, 2018 đây. Cái này thì mình sẽ group nó vào. Đấy. Đôi khi các bạn trao đổi với mình không cần đấy, nhưng mà chúng ta có một cái tư duy. Sorry. Nó khá là dài. Các bạn thông cảm. Đấy, các bạn có thể đọc đây là mình làm nhanh thôi. Đấy. 1007 nghĩa là 100 thất. Chúng ta thêm 100 dòng nữa được. Rồi. Ở đây thì mình có thể là sum tổng. Đóng qua. Từ cái này đến C3 đóng bằng. Chúng ta cam kết với nhau top 10 thôi. Top 10. CTR cái này thì từ 7% là cao lắm, nhưng mà mình sẽ đẩy cố gắng nó cao lên top cao. Thực ra thì mình có cái ví dụ như PC Under 1000 mình nhấn lên top rồi thì các bạn sẽ lấy cái dữ liệu trong Search Console các bạn đưa ra. Ở đây mình thấy con số tương đối và lúc đó nếu mà cái landing page này lên top thì traffic sẽ bằng. Thực ra thì mình lấy 7% là cũng ok, bởi vì nếu mà có nhiều quốc gia khác nữa đấy thì nó được khoảng 29.000. Cái này thì chúng ta có tùy, nếu các bạn càng lên càng cao thì cái CTR càng cao. Ở đây thì mình sẽ gom nó vào. Mình chưa có website nhưng mình sẽ chưa có bài viết này, mình sẽ dán vào đây
và mình dùng cái từ này. Đó, mình sẽ dán vào đây. Nghĩa là mình chưa có thiết kế nội dung, chỉ kể cả mình chưa có thiết kế website, mình đã có rồi. Đó, ở đây sao cái này nó bị lỗi cái gì ta? Ok, cái bài này là cái bài Under 500 ngày xưa. Rồi tôi sẽ chuyển sang, tôi có thể dùng chữ S đi. Nó không có nhiều nhưng mà dùng chữ S cũng được. Đó, giả sử cái bài đấy tôi chưa có, kể cả các bạn cũng vậy thôi. Chúng ta chọn đây là article. Ở đây thì chúng ta sẽ có những landing page đối thủ, chúng ta sẽ làm nhanh. Tôi sẽ import ra đây. Đây là một cái cách mà nghiên cứu rồi phân tích rồi đánh giá nó rất là hay. Thực ra thì các bạn cứ có khó khăn gì thì cứ trao đổi. Video này thì nó cũng khả năng nó khá dài. Ok. YouTube tôi sẽ mở lại, thằng đầu tiên là thằng Techdata 675. Những cái thằng trên này ấy, thì nó có thể là signing, có thể nó là hình ảnh, các thì các bạn phải lưu ý. Còn không thì các bạn vào kia các bạn copy tay ra cũng được. Techdata nó lại còn có hai thằng UK nó cũng lên top à. Đây nó còn có signing ở đây. Signing ở đây thì cái này tôi bỏ nó đi, tôi nhắm trực tiếp đến Mỹ thôi. Đấy. Mấy cái thằng YouTube này, theo này thì tôi bỏ đi. Đấy. Thằng Tom ID này nó cũng có signing chứ phải. Tom đây 2710. Thế còn đây là những cái này của nó thì tôi bỏ nó đi. Khi đó thì tôi có cái thằng số 1 đến thằng số 10 ở đây. Nó là 10 thằng khác nhau. Tôi dán vào đây. Đây từ 1 2 và con nó sẽ là 9 10. Đó. Sau đó thì tôi kéo copy câu lệnh ở bên này. Bên này thì tôi có cái câu lệnh ở đây. Không có ở đây thì chúng ta sang cái phần ở quản lý Bắc Ninh ở đây. Các bạn copy cái công thức này cho tôi. Các bạn điền vào đây. Dán vào đây. Ở đây nó sẽ là K3. Ta thay cái này thành K3. Enter. Sau đó chúng ta kéo cái này vào. Mười chưa? Đấy, thế tôi lấy cái này. Tôi dùng công cụ này. Đây là một video thì mình cũng chia sẻ, thì nó cũng rất là hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức. Sau đó thì mình sẽ đưa ra KPI của chúng ta. Export nó ra. Dán này ra. Này. Rồi, từ đây cũng căng phết đấy. Không phải là căng mà nó quá căng. Mẹ. Số domain này bằng bố nó một cái dự án rồi. Ví dụ như cái lĩnh vực này thì tên miền thế này, thế này, thế này. Nhưng quan trọng của chúng ta đây là cái cây demo, đúng không ạ? Còn anh em mà có nhiều backlink, nhiều domain thì khi mà tôi đẩy lên rồi thì anh em cứ chia sẻ thoải mái. Ở Việt Nam mình chắc là ít người có thể chia sẻ tất cả kiến thức mà những cái gì mà chúng ta có, chúng ta trao đổi. Mình thì đều có chia sẻ thoải mái. Anh em đã donate rồi thì anh em có làm, trong quá trình làm phân tích thì có gì trao đổi. Còn như tính tôi ấy, thì việc của ông, việc ông nào ông làm, dự án của các bạn làm rồi tôi không làm nữa. Và các bạn làm rồi, tôi mà làm rồi thì các bạn cũng không nên làm, bởi vì chúng thế thì nó mất đi cái tính riêng tư và nó không còn là gọi là chơi đẹp nữa, đúng không? Giống cái gì nó cũng nghề có tâm của nó thôi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ dựa vào con số ở đây chúng ta đưa ra. Giả sử như chúng ta thấy xem cái ông này. Bởi vì muốn biết thì chúng ta cũng phải xem là tại sao thằng số 1 này nó không tốt, thằng này nó lên tốt, thằng này lên tốt, thằng số dưới này nhiều hơn đôi khi không tốt. Chúng ta phân tích chúng ta xem là những cái liên kết của họ là những liên kết nào. Đấy, chúng ta bấm vào đây chúng ta có thể nọc qua. Các bạn có thích dùng DA, CA cái gì tùy. Đó, ví dụ như đây. Tôi sẽ nọc đây cái thằng text data là như thế này. Thằng này thì tôi dùng đây. Rồi. Ui giời, Business Insider nó cũng copy thế này thì cũng hơi căng. Đây đây à, rồi họ cũng thay đổi rồi, direct 301 hết xịt rồi,
Yên tâm, cái này thì chúng ta đều làm được thôi. Họ làm được, chúng ta cũng làm được. 16 tỷ ăn đời cái này. Ok. Bên này là toàn là domain, nhìn cũng hơi bị tởm đấy. Traffic của họ cũng khá là tởm. Đấy. Nhưng mà nó có được. Mình sẽ overview cái landing page này. Tương tự ở đây thì mình cũng bấm vào đây mình xem. Đây là những cái website của họ cũng khá uy tín. Nhưng mà sao lại được cái bên này họ đặt link ở đây thì cũng hơi là nghi ngờ. Mình sẽ mở ra mình xem. Cũng có thể nó là một cái quảng cáo, cũng có thể nó là một cái trang của nhà phân phối họ dẫn link về. Cái đấy thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào chiến lược backlink của chúng ta đưa ra. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là ở các trong một chiến lược xây dựng, ví dụ thằng này nó bán cái mic này chẳng hạn, bán cái tai phone này, các bạn viết review nói hay, à ta thấy thằng này nó bán hay lắm, thế thì bọn này nó ví dụ như trang kia thì nó uy tín thì nó trở về thôi. Nhưng đây tôi cũng không phải lo lắng quá, tôi cũng bấm vào đây tôi xem. Tôi xem thì đây chúng ta xem cái tốc độ đi, cũng từ tháng 8, có nghĩa là cái link này họ cũng SEO từ lâu rồi, nhưng mà họ thay đổi cái user là họ redirect 301 theo các thứ. Chúng ta xem vào một tháng đây, và họ đang có chế độ có khả năng chững, trong một năm qua thì đang tăng và họ đang giảm. Cái đơn vị này thì tôi bấm vào đây. Đó. Đơn vị này Techdata cũng là một cái website khá là uy tín, họ cũng tương tự như bên này thôi. Rồi. Ok, nếu mà chúng ta cũng có thể mua tên miền là sau này nếu bạn nào mà tham gia group đã donate rồi thì có những chiến lược chúng ta có thể mua đúng cái tên miền này, dùng từ khóa cái thứ rồi chúng ta set up sau này GDX 301 cái thứ đi. Các bạn nếu các bạn check cái tích under 1000 và những cái site vệ tinh, những cái site chính của tôi mà nào authority thì các bạn chắc biết rồi. Tôi mới làm có 4 tháng thôi nhưng mà sale thì cũng ok, nói chung là cũng đủ tiền cà phê cà pháo và đủ tiền chăm gió với anh em được. Thế thì ok, ở đây nó cái đều đều này nó giảm, tôi giả sử như cái thằng này nó maximum của nó là khoảng 400 đi. Đây 300, 400. 400 thì các bạn nhìn thấy đây. Tôi sẽ đặt con số mục tiêu. Tôi sẽ bảo tôi giả sử như là nó khoảng 150%, cũng không đến 120, tôi dùng 120 trước đã. Rồi còn đây là cái KPI chúng ta đặt ra. Và trong quá trình chúng ta vừa làm, chúng ta vừa phân tích, chúng ta sẽ nhân với ông nội này. Sau đó chúng ta kéo sang thằng này thì do follow. Tổng số backlink thì bằng 120%, chúng ta nhân nhân với cái ông nội này total backlink đó. Thế thằng no do và no thì sẽ bằng 120% nhân với mở ngoặc ở đây thì sẽ bằng total backlink trừ đi cái thằng này, được chưa? Chúng ta sẽ kéo xuống dưới đây được con số tương đối. Các bạn nhìn thấy cái file bên này thì các bạn nhìn thấy rồi. Ok, tôi sẽ bằng ông này bằng ông này. Lúc đó tôi kéo sang. Tôi đặt mục tiêu bằng ông này cho nó mẫu. Cũng có thể tôi đặt mục tiêu bằng một trong những ông này. Tuy, nhưng đây có thể là con số tương đối thì các bạn có thể là nhìn ở file mẫu ở bên này mình đã làm ở đây rồi. Các bạn có thể quyền đặt. Đấy là những bạn tham gia group được chia sẻ file này, donate rồi. Nó chỉ là 1 triệu thôi, đúng không ạ? Bây giờ ok, sau đó thì tôi sẽ viết title, viết description ở đây. Đó, tiếng Anh thì tôi hơi ngu thì thôi cái này thì tôi để các bữa sau thì tôi sẽ trao đổi. Còn đây là một cái để hướng dẫn các bạn sử dụng. Còn nếu mà các bạn mà muốn làm hết cái này nữa thì chúng ta sẽ đợi các video tiếp theo khi tôi rảnh. Đấy, còn nếu bạn nào mà thấy cái kiến thức mà chúng ta trao đổi với nhau để mà phân tích để đánh giá thì các bạn có thể giới thiệu trong giúp tôi cái khóa học SEO trên Nhanh Chân Ngọc Thùy. Đấy, hoặc cái khóa học mà đây nó chỉ có 1,9 triệu thôi nếu bạn nào đã đóng tiền đến ngày 14. Còn bình thường thì nó sẽ là tiền nó ở đây 3 triệu mấy, nhưng mà nó có hơn 100 video và nó đầy đủ các kiến thức như của chúng ta. Còn trong khóa học SEO Manager thì cao cấp hơn, chi phí cao hơn. Ở đây thì tôi xin ở đây các bạn có thể phân tích cái site này, các bạn sẽ thấy là tôi dùng backlink rồi redirect 301 hoặc các thứ, thì đây là những cái dự án mà chúng ta làm gọi là 5 năm thua với cả làm nhanh. Còn nếu mà chúng ta mà chơi như tôi có 2 cái site authority mà nó chất lượng ấy, thì tôi sẽ làm bài bản 8 tháng đến 1 năm. Còn đây các bạn sẽ nhìn thấy. Còn nếu bạn nào mà mua cái này thì thực ra tôi cũng bán thì bằng cái size này thôi. Còn bây giờ 1 tháng tháng trong từ nay đến ngày 12 rồi cũng có
tôi không dám show ra, nhưng mà đến người trong group ôn xem ở trong group mà Affinet tôi sẽ share cho các bạn xem. Đấy thì tôi thấy đấy, các bạn thấy đây, bán Bách Ninh thì cũng gọi là cũng hòa vốn, chứ đừng có nói là đến bán tài khoản nó lên top rồi thì không phải nói làm gì. Thì đây cái sai này tôi thì cũng code đơn giản thôi đấy, và nếu bạn nào mà mua thì hiện tại bây giờ tôi bán là 3.000 đây. Còn sau này tôi nếu mà nó mà lên top được một trong những NFT khác thì chúng ta lại nói chuyện với nhau bằng một cái giá khác. Đấy tôi cho các bạn xem, đây là demo, tôi dám bóc nick ra, tôi chẳng ngại gì cả. Đấy, cái này cũng vậy này. Đấy, cái này nó cũng có traffic ở Mỹ, nó có traffic đây. Đẩy nó lên, đúng không ạ? Cũng chưa có lên nhiều trang đây. Bạn nào mà quan tâm ở trong này thì có thể là mua cái này về xong rồi chèn link nhất các thứ vào đây. Thực ra thì tôi, đây là một cái site demo trong khóa Excel Manager của tôi. Đấy. Còn một cái nữa là trên cái profile, cái Facebook cá nhân của tôi thì hôm qua tôi có một đăng một cái bài, nó ra nó là nửa đêm thôi. Có một hôm trước có một cái giáo sư hỏi, thực ra đấy cũng tôi cũng xem rồi, hỏi là SEO có nhanh không, thì hôm nay thì Google có đưa ra ở đây. Đấy ông Zoom nào ông nói ở đây. Và trên này thì mình có update cái bài viết này, bạn nào quan tâm mà tham gia thì đọc bài viết trên Nhật Ngọc Thùy. Mình bài viết này mình cũng viết là khá là tâm huyết, cách đây 2 năm thì vừa rồi mình mới vừa update lại xong để mình đưa lên trong tin này. Ở bạn nào mà tham gia thì có thể chuyển khoản hoặc xem cái video ở trên kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình là Trần Ngọc Thùy. Đấy. Đây các bạn để ý trên này nó có một cái kênh YouTube của mình ở trên này. Thì các bạn search trên YouTube các bạn nhìn thấy avatar ở đây, các bạn đăng ký ở đây. Có những cái video, còn tham gia group thì các bạn để xem video này. Đúng không ạ? Cảm ơn các bạn, mình sẽ xin dừng video tại đây.